bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, tác phẩm Mẹ do Thái dạy con tư duy, tác giả Sun Li, nhóm cố vấn lớp Cube hỗ trợ ý tưởng, người dịch Phương Linh, nhà xuất bản Kim Đồng trách nhiệm về phong cách giáo dục con. Quan điểm giáo dục con cái của bạn như thế nào? Bạn là mẹ hổ nghiêm khắc, hay mẹ trực thăng muốn là làm bằng được, hay là mẹ do thái giỏi quản tiền? Trước khi bắt tay vào đọc cuốn sách này, mời bạn chọn ra cách dạy con trong số 40 kiểu dạy dỗ sau. Bản câu hỏi này không có đáp án mẫu vì giáo dục không phải là công nghệ sao chụp y đúc nhưng sau khi đọc xong thì bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách giáo dục của mình và hiểu được cách mẹ Do Thái xử trí với những vấn đề đau đầu. Sau mỗi câu hỏi có số trang, đó chính là chương mục tương ứng trong cuốn sách. Các câu từ số 1 đến số 12 sẽ tương ứng với nội dung trong phần 1 của cuốn sách với tựa đề Tư duy và trí tuệ. Em bé biết suy nghĩ độc lập sẽ sở hữu trí tuệ hữu dụng cho cả cuộc đời. Câu hỏi số 1 nếu xảy ra hỏa hoạn trong nhà, mỗi thành viên trong gia đình chỉ kịp đem đi một món đồ. Bạn hỏi con cứu lấy thứ gì? Phương án thứ nhất, cứu con gấu đồ chơi, chứng tỏ con vẫn còn ngây thơ, con trẻ. Phương án số 2, cứu ống tiền tiết kiệm, chứng tỏ con hiểu rằng đồng tiền kiếm được không dễ dàng. Phương án thứ ba, cứu sách vở, chứng tỏ con hiểu việc đọc sách quan trọng chừng nào. Câu hỏi số 2 có phụ huynh yêu cầu con đọc thuộc lòng các bài thơ hoặc bài văn từ nhỏ, bạn có đồng ý không? Phương án thứ nhất, không đồng ý, trẻ con cần lớn lên vui vẻ, ép học thuộc thơ ca làm chúng phải chịu áp lực, không thoải mái. Phương án thứ hai, đồng ý, cần rèn luyện kỹ năng đọc từ nhỏ, càng đọc thuộc lòng sớm sau này trí nhớ càng tốt. Phương án thứ ba, cũng còn tùy tuổi, nếu con nhỏ quá chưa hiểu nghĩa đoạn văn thơ thì đọc thuộc lòng cũng chả có tác dụng gì. Câu hỏi số 3 Con đọc xong một cuốn sách rồi có thắc mắc, bạn sẽ làm như thế nào? Phương án thứ nhất, bảo con tự đi thư viện hoặc lên mạng tìm câu trả lời. Phương án thứ hai, thế nghĩa là con vẫn chưa thể nắm được nội dung cuốn sách, phải cho con đọc cái gì đơn giản hơn, kẻo sẽ mài mòn mất lòng tự tin của con. Phương án thứ ba, không đưa ra đáp án ngay mà hỏi ngược lại con những câu hỏi khác, dẫn dắt con học cách tư duy. Câu hỏi số 4. Bạn thấy cách nào tạo thói quen đọc sách cho con phù hợp nhất? Phương án thứ nhất. Sau khi con cai sữa là có thể bắt đầu rèn cho con đọc sách. Càng nhỏ tuổi càng dễ tiếp thu mà. Phương án thứ hai. Đặt sẵn nhiều sách trong nhà. Phương án thứ ba. Yêu cầu con đọc sách mỗi ngày. Phương án thứ tư. Khi con chưa biết chữ, mình đọc cho con nghe. Con không hiểu cũng được, miễn là được nghe, được đọc. Câu hỏi số 5. Khi con làm bài tập, vấp phải đề toán khó không giải được, bạn sẽ làm thế nào? Phương án thứ nhất, nói cho con đáp án rồi ra mấy bài mới tương tự để con làm, làm nhiều sẽ thành quen. Phương án thứ hai, dùng ví dụ trong thực tế để dẫn dắt con tư duy, tự tìm ra lời giải. Phương án thứ ba, cho con biết công thức giải đề toán đó, bắt con chép lại 10 lần là sẽ nhớ. Câu hỏi số 6. Con không thích đọc sách còn vứt sách giáo khoa và sách đọc thêm lung tung, không quý sách, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, con còn nhỏ, chưa hiểu gì, dọn giúp con thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Phương án thứ hai, mắng mỏ con, không được vứt lung tung, thảo nào mà học hành không khá lên được. Phương án thứ ba, bảo con rằng sách có thể đem lại cho ta nhiều trí tuệ, hãy trân trọng sách, trân quý sách, là một người yêu sách. Câu hỏi số 7 khi đọc sách cùng con, con không hỏi câu nào, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, nghĩa là con hiểu hết rồi, chuyển sang đọc cuốn khác thôi. Phương án thứ hai, nghĩa là con không thích thì không ép. Phương án thứ ba, có thể là con chưa biết nên hỏi gì, mình sẽ hỏi dạm con vài câu để con nghĩ sâu hơn. Câu hỏi số 8, người bạn đời của bạn bộn bề công việc, lơ là việc ở bên con mãi người ấy mới được nghỉ vài ngày thì lại bảo cần nghỉ ngơi yên tĩnh một mình bạn sẽ làm thế nào phương án đầu tiên chấp nhận vì anh ấy cô ấy vất vả quá rồi mình đưa con ra ngoài chơi vậy phương án thứ hai trao đổi với anh ấy cô ấy mong anh ấy hoặc cô ấy làm tròn trách nhiệm cha mẹ vì nuôi dạy con là trách nhiệm của cả hai người phương án thứ ba vợ chồng chia nhau ra một người lo việc nhà một người lo dạy con Câu hỏi số 9 Bạn cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của người làm cha mẹ là gì? Phương án đầu tiên Cho con đầy đủ mọi thứ Không để con thiếu thứ gì Phương án thứ hai Đề ra các quy định trong cuộc sống Dạy dỗ con trở thành người có phẩm hành tốt Phương án thứ ba Cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của con Để con cảm nhận được nhiều tình yêu thương hơn nữa Câu hỏi số 10 Khi dạy con về tài chính Có nên dạy mặc cả không? Phương án số 1, nên chứ, làm thế thì con sẽ hiểu về giá trị của sản phẩm. Phương án thứ hai, không nên, làm thế sẽ khiến con buồn xỉn. Phương án thứ ba, không nên, người làm ăn đủ vất vả rồi, không nên làm khó người ta thêm. Câu hỏi số 11. Bạn có cho rằng nên cho con tiếp xúc với tiền nông từ nhỏ? Phương án đầu tiên, nên, càng sớm học được cách sử dụng đồng tiền thì sau này càng sử dụng tiền khoa học hơn. Phương án thứ hai, không nên cho con tiếp xúc với tiền sớm quá thì con sẽ bị thực dụng. Câu hỏi số 12. Hai người họ hàng đến chơi chúc Tết, một người là giáo sư, người kia là công nhân vệ sinh, họ đều đưa bao lì xì cho con bạn, bạn cho rằng cách nào dưới đây là tốt? Phương án thứ nhất: Nói cho con biết rằng công nhân vệ sinh cực khổ lắm, phải chăm chỉ học sau này mới có cơ hội làm giáo sư. Phương án thứ hai: Nói cho con biết rằng nghề nào cũng tốt phải tôn trọng mọi nghề. Phương án thứ ba, nói cho con biết, việc nào cũng tốt, quan trọng là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Các câu hỏi tiếp theo từ số 13 đến số 16 tương ứng với nội dung của phần 2, nói về tiền bạc và quản lý tài chính. Trẻ cần hiểu được sức mạnh của tiền bạc thì mới có ý thức quản lý tài chính. Câu hỏi số 13, hàng xóm có việc nhờ con bạn, sau đó họ bảo trả thù lao cho con, bạn làm thế nào? Phương án thứ nhất, bảo con cứ nhận lấy và dạy con rằng cung cấp dịch vụ rồi nhận thù lao sẽ khiến cả người giúp đỡ và người được giúp đều thấy được tôn trọng. Phương án thứ hai, không cho con nhận tiền và bảo con nên lấy việc giúp người khác làm vui để tránh khiến con bị mờ mắt vì tiền. Câu hỏi số 14. Khi đưa con đi mua đồ, bạn nhân dịp đó dạy con quan điểm mua sắm như thế nào? Phương án thứ nhất, dạy con so sánh giá cả, chọn món nào rẻ hơn. Phương án thứ hai, chọn món đồ đắt tiền, vì đắt thì chất lượng thường tốt. Phương án thứ ba, quyết định mua gì là căn cứ theo nhu cầu của mình, không nên băn khoăn quá về giá. Câu hỏi số 15, có những cha mẹ sẽ thảo hợp đồng với con, hai bên tuân thủ điều khoản hợp đồng, bên nào xâm phạm thì bị phạt, bạn thấy thế nào? Phương án thứ nhất, cần gì phải thế, thế sẽ khiến trẻ con tìm cách lách luật từ nhỏ. Phương án thứ hai, không hay lắm nhỉ, thế sẽ khiến cha mẹ và con cái xa cách nhau, không tốt cho tình cảm gia đình. Phương án thứ ba, rất hay vì hợp đồng là để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, sẽ giúp trẻ hiểu việc giữ chữ tính quan trọng đến như thế nào. Câu hỏi số 16 Con làm gì cũng không dứt điểm, cứ chơi ì bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất Chẳng sao, làm nhanh không bằng làm tốt. Phương án thứ hai Con có đồng hồ sinh học của riêng con, không nên cưỡng bức miễn con làm xong là được. Phương án thứ ba, thời gian là tiền bạc, Cần nhắc con đề ra kế hoạch hàng ngày và nghiêm túc tuân thủ. Các câu hỏi tiếp theo từ số 17 đến số 24 tương ứng với nội dung của phần 3 với tiêu đề Tư chất đạo đức và tác phong. Những cô cậu có đạo đức tốt thì lớn lên mới có tác phong tốt. Câu hỏi số 17 Đang đi tàu điện cao tốc, con bỗng làm ầm lên, đòi hỏi một việc phi lý khóc lóc âm ỉ, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, đưa kẹo cho con, dỗ dành xoa dịu con. Phương án thứ hai, yêu cầu con ngừng ngay, xin lỗi các hành khách cùng toa. Phương án thứ ba, đứa trẻ nào mà không có lúc khóc lóc cơ chứ, kệ đi. Câu số 18 Bạn cảm thấy dạy con từ trong bụng mẹ có ảnh hưởng đến tính cách con sau này không? Phương án thứ nhất, có. Cơ thể và tâm hồn người mẹ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên tạo cho mẹ con môi trường dễ chịu. Phương án thứ hai, dạy con từ trong bụng mẹ là khái niệm mà các công ty bày ra để kiếm tiền của các mẹ bầu. Quan trọng là sau khi sinh con ra dạy dỗ như thế nào? Câu hỏi số 19, bạn có dạy con tinh thần yêu nước không? Phương án thứ nhất, dĩ nhiên là có, có tình yêu với đất nước mình chính là động lực căn cốt để tiến lên. Đứa trẻ có yêu nước thì mới có cống hiến cho xã hội. Phương án thứ hai, không cần, phải phá vỡ rào cản quốc gia, trái đất giờ là phẳng. Phương án thứ ba, quan trọng là phải tồn tại được đã, nếu nước mình kém quá thì tìm cách đi ra nước ngoài. Câu hỏi số 20. Mấy đứa trẻ tranh giành đồ chơi, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, yêu cầu đứa lớn nhường đứa bé. Phương án thứ hai, yêu cầu bọn trẻ chơi lần lượt, không sẽ tịch thu đồ chơi. Phương án thứ ba mua thêm mấy món nữa giống y như thế để mỗi đứa đều có đồ chơi. Câu hỏi số 21. Con phạm lỗi đi phạm lỗi lại, nói thế nào cũng không tiếp thu, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, nói mãi không nghe thì đánh cho một trận cho nhớ. Phương án thứ hai, trách mắng và có trừng phạt thể chất một cách phù hợp để con biết hậu quả nếu làm sai và con nhớ bài học. Phương án thứ ba, nhẹ nhàng khuyên giải Giảng đi giảng lại cho đến khi con tự hối hận và hiểu ra Câu hỏi số hai mươi hai Khi phát hiện ra con nói dối, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất Bảo con không được nói dối, không mũi sẽ dài ra đấy Phương án thứ hai Bắt con chép một trăm lần, con sẽ không nói dối nữa Rồi dán lên tường, đề phòng con mọi lúc Phương án thứ ba Thường những đứa trẻ nói dối là do thiếu tự tin, cần dạy dỗ và chỉ bảo Câu hỏi số hai mươi ba lúc ra ngoài với bạn, con bảo muốn cho bác ăn mày tiền, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, bảo con lo thân mình trước đi rồi hẳn giúp người khác. Phương án thứ hai, dạy con biết rằng giúp người khác là tốt nhưng phải nghĩ đến lòng tự tôn của người ta, giúp người ta thực sự. Phương án thứ ba, con biết thông cảm với người khác là tốt, cho con tiền để con cho bác ăn mày ngay. Câu hỏi số 24 Con khổ sở kể rằng trên lớp có một bạn rất ghét con, thường hay nói xấu con, bạn sẽ làm gì cho con? Phương án thứ nhất, dạy con biết khoan dung, học cách trao đổi thẳng thắn với bạn. Phương án thứ hai, đi gặp bố mẹ cậu bạn học kia, nhắc gia đình họ chú ý con cái. Phương án thứ ba, chắc chắn là con mình sai trước, bắt con đi xin lỗi bạn kia. Các câu hỏi tiếp theo từ số 25 đến số 31 tương ứng với nội dung của phần 4, cuộc sống và sinh mệnh, những cô cậu sống lạc quan thì sẽ nhiệt thành yêu sự sống, dũng cảm đối mặt với khó khăn. Câu hỏi số 25. Thấy con chó vô chủ bị ốm trên đường, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, chó vô chủ sẽ gây bẩn và lộn xộn, gọi điện thoại báo cảnh sát xử lý ngay. Phương án thứ hai, đưa nó đi bệnh viện thú y chữa bệnh, nhân dịp này dạy con trân trọng mọi sinh mệnh. Phương án thứ ba, bảo con đừng lại gần, lỡ gây bệnh mất. Câu hỏi số 26. Nhà bạn chuyển chỗ ở, con phải chuyển trường, nhưng con không thích nghi lắm với trường mới, bạn sẽ làm thế nào? Phương án thứ nhất, dạy con học cách sống độc lập và thích nghi với mọi môi trường. Phương án thứ hai, trao đổi với thầy cô, nhờ thầy cô chăm sóc con. Phương án thứ ba, mời các bạn con đến nhà chơi, giúp con mở rộng quan hệ bạn bè. Câu hỏi số 27. Con bắt đầu dậy thì, con thường chán nản vì thay đổi tâm sinh lý, vì bài vỡ nặng vì quan hệ bạn bè phức tạp hơn bạn sẽ làm gì phương án thứ nhất cho con biết rằng ai cũng phải chịu đựng áp lực đừng né tránh để sau này con không bị nhục chí trước các áp lực khác phương án thứ hai cho con biết rằng nếu con không chịu nổi nữa thì tạm nghỉ học một thời gian lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ mới là điều quan trọng phương án thứ ba cho con biết rằng chuyện phiền lòng là rất bình thường cứ vui vẻ đối mặt với nó mọi thứ rồi sẽ được giải quyết Câu hỏi số 28. Con đòi một món đồ chơi, bạn sẽ làm thế nào? Phương án thứ nhất, nói cho con biết nếu con đứng đầu 3 bài kiểm tra liên tiếp thì sẽ được mua món đồ đó. Phương án thứ hai, mua luôn cho con, kẻo con thèm thuồng lâu ngày không tốt cho tâm lý. Phương án thứ ba, bảo con tự tích tiền mà mua, như thế dạy con cách chờ đợi, tiết chế ham muốn của mình. Câu hỏi số 29. Con hơi nhát, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, ghi danh cho con đi học lớp năng khiếu, thi thố tài năng, rèn luyện cho con dạng dần lên. Phương án thứ hai, nghĩa là con lệ thuộc vào bố mẹ quá, bố mẹ cần nghĩ xem có cưng chịu con quá mức hay không. Phương án thứ ba, tôn trọng cá tính của con, không cần can dự quá nhiều. Câu hỏi số 30 Cậu con trai cả sơ ý đánh vỡ bác nhưng lại đổ cho em, bạn sẽ làm thế nào? Phương án thứ nhất, cho con biết rằng khi xảy ra vấn đề gì thì hãy tự chịu trách nhiệm không nên đổ cho ai khác. Phương án thứ hai, chắc chắn là cả hai đứa đều có lỗi, phạt cả đôi. Phương án thứ ba, kiểm điểm lại mình, xem thường ngày mình có quản chế con nghiêm khắc quá không, để đến nỗi con phải nói dối. Câu hỏi số 31. Con gặp phải một vấn đề khó, không tài nào giải quyết được, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, không ép con xử lý bằng được, tạm ngừng lại, tìm ra căn nguyên vấn đề chờ khi nào con khá hơn thì quay lại xử lý. Phương án thứ hai, động viên con, trên đời này chẳng có gì không làm được, cứ phải cố tiếp đi, không lùi bước trước khó khăn thì mới thành công được. Phương án thứ ba, mỗi người có một mảng mạnh, phải cố rèn dũa thế mạnh khác của con. Các câu hỏi tiếp theo từ số 32 đến 36 tương ứng với nội dung của phần 5 Gia đình và giáo dục gia đình, gia đình ấm áp sẽ là sự dạy dỗ tự nhiên nhất cho trẻ. Câu hỏi số 32, trẻ dưới 2 tuổi thường thích tô vẽ khắp nhà, bạn làm thế nào? Phương án thứ nhất, thiết kế một mảng tường nhà để con vẽ lên, động viên con phát huy khả năng nghệ thuật. Phương án thứ hai, đấy là thói xấu, cấm con không được làm thế. Phương án thứ ba, ghi danh cho con đi học lớp nghệ thuật. Câu hỏi số 33, thấy con dạo này hay chơi với mấy bạn học kém, bố mẹ làm thế nào? Phương án thứ nhất, lập tức ngăn con chơi với mấy bạn đó, kẻo sẽ tục dốc. Phương án thứ hai, không can thiệp, ai cũng có ưu điểm của mình, động viên con học hỏi ưu điểm và rút kinh nghiệm từ khuyết điểm của người khác. Phương án thứ ba, quan sát một thời gian, nếu con sa sút học hành thì ngăn không cho chơi với các bạn ấy nữa. Câu hỏi số 34, con ham chơi điện tử quên cả làm bài, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, tịch thu máy chơi game phạt con không được chơi 3 tháng. Phương án thứ hai, thức đêm cùng con để giải quyết hết chỗ bài tập. Phương án thứ ba, nhắc con học hành nghiêm túc, học xong rồi mới được chơi game. Câu hỏi số 35. Họ hàng đến chơi nhà, mấy bạn nhỏ vui đùa với nhau rất thích. Đến giờ luyện đàn, con muốn nghỉ một hôm, bạn sẽ làm thế nào? Phương án thứ nhất, chơi đùa vui vẻ mới là quan trọng, nghỉ tập đàn một ngày không hề hấn gì lắm. Phương án thứ hai, học thì phải kiên trì, không được nghỉ ngày nào, không sẽ dễ đứt đoạn giữa chừng. Phương án thứ ba, đồng ý với con, hôm sau luyện gấp đôi lên là được. Câu hỏi số 36 Con vừa về đến nhà là bốt thức ăn lên ăn, bạn sẽ làm gì? Phương án thứ nhất, chắc con đói quá rồi, cứ để con ăn. Phương án thứ hai, nhắc con rửa tay rồi ăn, phải giữ vệ sinh tốt. Phương án thứ ba, con ăn không kịp rửa tay, tức là mình nấu quá ngon nên vui mới phải. Các câu hỏi tiếp theo từ số 37 đến số 40 tương ứng với nội dung của phần 6, lịch sử và tương lai. Những đứa trẻ trân trọng lịch sử, biết cách tự nhìn nhận lỗi lầm của mình thì mới có thể tích cực hướng tới tương lai. Câu hỏi số 37 Con mắc lỗi mà không chịu nhận sai, bạn làm thế nào? Phương án thứ nhất Yêu cho roi cho vọt, đánh cho một trận, ép phải nhận lỗi. Phương án thứ hai bắt con đứng vào góc tường, tự suy nghĩ kỹ càng. Phương án thứ ba, lựa lúc nào phù hợp, nhắc con tự kiểm điểm mình thật nghiêm túc, sửa sai, làm lại. Câu hỏi số 38, con không lễ phép với người trên, bạn sẽ làm thế nào? Phương án thứ nhất, tự kiểm điểm mình, có thể là bố mẹ như thế nên con học theo. Phương án thứ hai, nói với con rằng, ông bà cô bác đã vất vả thế nào để có ngày hôm nay, con cần biết cảm ơn, tôn trọng quá khứ, Câu hỏi số 39. Con không biết cảm tạ mọi người, không biết chia sẻ, con nghĩ rằng mọi thứ con có đều là đương nhiên phải có. Phương án thứ nhất, dĩ nhiên là mình có trách nhiệm cho con cuộc sống tốt đẹp, cho con mọi thứ. Phương án thứ hai, dạy con rằng có gì hay thì nên chia sẻ với mọi người, cần biết cảm ơn bà con họ hàng giúp đỡ. Phương án thứ ba, con lớn lên thì sẽ hiểu, không cần quan trọng hóa vấn đề. Câu hỏi số 40. Con càng lớn càng có chủ kiến của riêng mình, nặng nặc đòi tự quyết mọi việc. Bạn sẽ làm thế nào? Phương án thứ nhất, con lớn lên thì sẽ cứng cáp hơn, cứ để tùy con. Phương án thứ hai, nhắc con là khi con thành niên thì sẽ được tự quyết định, nhưng cần nghĩ cho kỹ hắn làm và phải tự chịu trách nhiệm dù sau tốt xấu thế nào. Phương án thứ ba, phải nghe lời bố mẹ, con không được tự quyết. Voi FM ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác, podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ, chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ, điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.